chưa trả lời câu hỏi của bác Vũ Kỳ. Tụi em trong khu uống kể chuyện bác Hồ. Đây là một câu chuyện hết sức cảm động khi hai ngày qua cũng có mọi người. Chuyện kể rằng tối vào ngày Tết anh nhận dụng 1962 thương phố Hà Nội một mùa trong mùa mưa bụi. Trời rất ngọt, xe ô tô được phát đến tàu có lý thiên tổ thì dừng lại. Bạn đến thăm gia đình chất chiếu, bác chọn một gia đình có nhiều khó khăn để đến thăm và chúc Tết. Chồng chị chiếu nó sớm, để lại ba đứa con nhỏ. Chị em có đi làm công nhật, làm việc gì, làm việc đó để lấy tiền nuôi con. Ba cửa vào nhà, chị chiếu sửng sốt nhìn bác, cái con đi ra ba.
Wow.